Vì trong gia đình con chưa hiểu Phật Pháp cho lắm. A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con được biết ạ. Cuối cùng con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, luôn là cây cao bóng cả cho chúng con noi theo. Có Phật tử hỏi rằng đang có thai được 9 tháng và dẫn ở trong kinh nói rằng kinh Địa Tạng dạy rằng khi sinh nở trong 7 ngày đầu mà tụng được kinh này thì được công đức vô lượng. Phật tử này có thắc mắc rằng vậy khi mà sinh con thì trong tháng mà sinh con đó thì lại còn bẩn thỉu thì có tụng kinh này được không? Thì cái này thì xin trả lời với Phật tử cũng như là các Phật tử khác có chung cái hoàn cảnh cũng như cũng có thể có chung cái câu hỏi nó tương tự như thế này. Thì ở đây thì Phật thì không có bắt chúng ta là phải sạch sẽ qua khi sinh khoảng 7 ngày hoặc là 1 tháng hay như thế nào đó mới đọc kinh. Điều quan trọng là sức khỏe. Thì thường thường thì chúng tôi cũng nghe nói rằng là bà mẹ mang thai và đặc biệt là khi sinh con. Khi sinh con xong thì trong một vài tuần đầu là người còn rất yếu. Giống như các cụ ngày xưa nói là giống như là con rắn mới lột da ấy. Giống như con rùa mới thay mai mới ấy. Giống như con rắn mới lột da. Thì con người bà mẹ mới sinh thì cũng như thế. Thế lúc đó thì để mà đọc hết cả một quyển kinh hay là cả một bộ kinh thì sợ rằng là sức khỏe của các Phật tử chúng ta là không được đảm bảo. Cho nên cái lúc đó thì việc tốt nhất là chúng ta chỉ niệm danh hiệu Ngài. Chúng ta niệm thầm ở trong tâm hoặc là niệm theo cách là niệm kim cang trì. Chúng ta chỉ ở trên kim cang trì là sao? Tức là chúng ta niệm rất là nhẹ nhàng, tùy theo hơi thở của chúng ta. Chúng ta niệm hơi khẽ máy môi ấy. Ví dụ như thế nào đó. Khẽ máy môi như vậy, nhưng tâm chúng ta ghi nhớ rõ ràng cái danh hiệu của Ngài. Đó là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy thì công đức khi ấy, đối với công đức khi ta còn khỏe, chúng ta tụng kinh bằng nhau không có khác. Đó, cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta cũng phải nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.